Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Cap ngày hôm nay Hôm nay đó là tối ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ Thì đáng lý đó hôm nay không có video Nhưng mà Thuận có một chút xíu thời gian cho nên Cũng muốn dành thời gian để mà chia sẻ một số những thông tin nơi bật với các bạn Video này nó sẽ ngắn hơn những video thường lệ Thuận chủ yếu muốn cung cấp một số thông tin Rồi các bạn có thể tiếp tục à, hưởng thụ cái cuối tuần của mình Và các bạn à, có thể đây lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy một cái phòng trống như vậy đó Hy vọng là cái lần kế tiếp à, Thuận chia sẻ video đó Thì cái phòng nó sẽ có nhiều vật à, chất hơn để cho mình đây. Tại vì uh, bắt đầu ngày mai Thuận lại sẽ tiếp tục dọn nhà cho nên trong vòng 2 ngày tới sẽ không có video nhưng mình thường sẽ cố gắng chia sẻ những thông tin trên những mạng sòi với các bạn và cuối tuần để thường nó cũng sẽ không có nhiều những tin tức đâu nhưng mà cũng sẽ cố gắng cập nhật. Và chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi Thì ngày hôm nay đó chúng ta có thể nhìn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ đã kết thúc Không phải là giảm sâu lắm các bạn Chỉ số Nasdaq đó thì xuống 0.2% Nhưng mà hồi sáng này khi bắt đầu đã giảm cái phần trăm nhiều hơn Nhưng mà các bạn có biết đây là 4 ngày liên tục chỉ số Nasdaq đã giảm rồi Chúng ta cũng thấy là gần đây đó chỉ số của chứng khoán Hoa Kỳ đó cũng đang có, có xu hướng giảm Chúng ta nhìn thấy được là chỉ số S&P 500 nó đi không có thay đổi nhiều Và chỉ số Dow Jones cũng như vậy Và chúng ta có thể nhìn thấy là hợp đồng của dầu bây giờ Bây giờ mức là 81 đô 40 cent cho một thùng dầu và vàng đó thì giảm một chút xíu các bạn ở mức là 1918 đô cho một ao vàng. Crypto thì sao các bạn? Chúng ta nhìn thấy được Bitcoin ngày hôm nay đây thì giảm khoảng chừng 2% tiếp tục nữa và chúng ta có thể thấy là từ hôm qua tới bây giờ đó là giảm tổng cộng là khoảng trăm rồi. Và chúng ta có thể nhìn thấy hôm nay đó thì có một chút xíu màu xanh trở lại sau một ngày tơi tả. Để các bạn đã biết là Bitcoin hôm qua giảm thì Allcoin giảm nhiều hơn cả Bitcoin nữa. Và chúng ta nhìn thấy là tổng số vốn hóa đó, trong vòng 24 giờ qua thì vẫn giảm 1.2% và chúng ta có thể nhìn thấy là bây giờ đã, đã dưới 1,1 nghìn tỷ rồi và chúng ta cũng có thể thấy những đồng lớn đó thì hôm nay giảm cũng tương tự như là BTC khoảng chừng là 2% nhưng mà chúng ta cũng có một chút xíu sự hồi phục như là Dogecoin hôm nay đó thì hồi phục lại là 3.5% đó 1.5 cũng không đáng kể sau một ngày mà rớt tơi tả như vậy các bạn thì đương nhiên chúng ta vẫn sẽ tiếp tục xem coi là tình hình như thế nào tại vì chúng ta đã có thời gian khoảng chừng 3 tháng đó nó rất là im lặng thì đột ngột chúng ta thấy là có một cái sự dao động mạnh và đáng tiếc đó đối với nhiều bạn đó chính là dao động xu hướng đi xuống tùy theo các bạn là vị thế nào những bạn nào mà chờ đợi để mà chung mình giá đó thì cảm thấy đây là một cơ hội tiếp tục để các bạn chung mình giá nhưng mà những bạn nào mà muốn giá tăng lên thì đương nhiên có thể các bạn đang có một sự thất vọng nhưng mà có thực sự những gì xảy ra đó nó quá khác thường hay không thì để thường chia sẻ thêm một điều chúng ta chắc chắn đó, là mọi thứ đã sôi động trở lại các bạn sau 3 tháng rất là ảm đạm trong thị trường này cái lúc mà mọi người rời khỏi nhiều nhất đó không phải là cái lúc mà giá xuống mạnh rồi các bạn à, lúc mà mọi người chán nản nhiều nhất đó chính là cái lúc mà giá đi hàng ngang và từ 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 xuống nhẹ 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 giống như là xuống một phần trăm hay là nửa phần trăm mỗi ngày cứ như vậy một thời gian dài đó là lúc mà khiến cho nhiều người chán nản nhất chứ không phải là cái lúc mà tăng nhanh hay giảm nhanh đó là những cái lúc sôi động và cái sự sôi động đó ít nhiều gì nó cũng đã trở lại rồi và chúng ta ngày hôm nay chờ đợi một cái thông tin lớn nhưng mà cuối cùng đã không xảy ra các bạn đó chính là cây quyết định từ liên quan tới cái vụ giữa công ty Rayscale và SEC Chúng tôi cũng đã biết là SEC đó năm ngoái đã bác bỏ cái đơn để cho công ty Rayscale có thể chuyển đổi cái quỹ GBTC trở thành một cái quỹ Bitcoin Smart ETF rồi sau đó Rayscale đó cũng đã kiện SEC thì hiện bây giờ chúng ta vẫn chưa biết kết quả dựa theo cái ước tính trung bình thời gian của tòa đó thì có thể là có bất cứ lúc nào nhưng mà không có ngày ấn định các bạn thì có rất nhiều người đó nói là hôm nay có thể là có thông tin nhưng mà đã không có chúng ta bây giờ hãy tiếp tục chờ đợi nữa xem coi là cái kết quả sẽ ra sao và hôm nay đó thì lại có một cái thông tin khác các bạn cũng liên quan đến tòa án đó chính là sec đã chính thức đại đơn để mà kháng cáo cái dịu của ripple thì điều này đó các bạn sẽ không cảm thấy bất ngờ đâu tại vì chúng ta cũng đã nói rất là nhiều trong video gần đây chúng ta cũng đã biết là SEC đã cũng đã xin phép uh, thẩm phán Torres để có thể đệ đơn kháng cáo và cuối cùng uh, thẩm phán Torres cũng đã cho phép họ đệ đơn kháng cáo ngày hôm qua thì đương nhiên ngày hôm nay họ sẽ thực hành dựa theo cái uh, sự cho phép đó của thẩm phán Torres thì chúng ta thấy là cái phần mà họ kháng cáo đó để thường nhắc lại các bạn nhớ đó chính là cái phần liên quan tới công ty Ripple bán đồng XRP trực tiếp trên sàn có phải là chứng khoán hay là không Các bạn đã biết đó là cuối cùng thẩm phán Thoros đã xử là token XRP không phải là chứng khoán Công ty Ripple bán trên sàn có phải là chứng khoán Chỉ khi nào mà công Ripple bán trực tiếp cho một đơn vị đầu tư đó thì đó mới là hợp đồng đầu tư Chứ SEC đó không có kháng cáo về đồng XRP là chứng khoán, họ hầu như đã chấp nhận điều đó rồi. Thì họ cũng đã nói rõ là SEC không có kháng cáo liên quan đến token, cái token đó nó là mã nguồn, thì không phải là một chứng khoán. Cái mà họ kháng cáo đó chính là cái cách mà bán những token đó, đó là những hợp đồng đầu tư. Cái hai cái này nó khác nhau của bạn. Cho nên cho dù là SEC thắng kiện đi nữa trong cái vụ kháng cáo này đó, thì uh, token SSP cũng vẫn sẽ không phải là một chứng khoán đây là cái điều mà các bạn nên hiểu ở đây và cái vụ này đó thì uh, có thể là sẽ kéo dài qua tới năm sau luôn các bạn và thậm chí nhiều người nói là có thể qua tới năm 2025 và nhiều người nói đó cái động thái này của SEC đó thực sự là rất nguy hiểm tại vì SEC chịu rủi ro rất là lớn nếu như mà họ thất bại tại tòa phúc thẩm thì quyết định của thẩm phán Torres sẽ trở thành một quyết định mà có cái tính ràng buộc với những cái tòa án cấp dưới cho nên đây là một cái rủi ro mà SEC sẽ phải chấp nhận Cho nên nhiều người cho đây là một cái bước đi không được thông minh Nhưng mà các bạn thấy là SEC đó cũng không còn nhiều sự lựa chọn nữa Nếu như mà họ muốn giữ thể diện thì đây là cái bước kế tiếp họ cần phải làm Và họ cũng đã phóng ra thào lao các bạn Chúng ta cũng có một cái thông tin khác này cũng liên quan đến ripple cho dù là dính với những điều kiện này chúng ta vẫn thấy được ripple vẫn tiến tới mastercoin đang mở rộng một chương trình cbdc nghĩa là những cái tiền kỹ thuật số quốc gia đó thì chương trình của các đối tác ban đầu bao gồm ripple consensus và fireblocks chương trình sẽ tập trung vào việc phát triển các giải pháp cbdc và tương tác giúp những cái cbc có thể sử dụng rộng rãi và khả dụng cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thì chúng ta thấy được là Ripple đó, gần đây đó vẫn là một cái phần của sự phát triển của CBDC cùng với lại Consensus Consensus là cái công ty đứng sau lưng sự phát triển của Ethereum nữa các bạn và Fireblocks thì thường nhớ đây là cái công ty mà lưu trữ crypto cho những công ty khác thì đây là những cái đơn vị mà đang hỗ trợ để mà gây dựng những hệ thống CBDC chúng ta hãy nói tới cái đề tài liên quan tới Evergrande đi thì chúng ta cũng đã nói về Evergrande đã khai bao việc phá sản và nhiều bạn bạn hỏi thuận là tại sao Evergrande công ty Trung Quốc mà lại khai phá sản ở tòa án New York ở Hoa Kỳ thì đơn giản thôi các bạn khi mà khai phá sản chapter 15 đến chương 15 ở tòa án Hoa Kỳ thì những chủ nợ ở Hoa Kỳ sẽ không thể siết tài sản họ phải thông qua tòa án thì mới có thể siết được tài sản cho nên có khả năng là công ty evergrande này đã có rất nhiều chủ nợ lớn ở hoa kỳ vì lý do đó đó họ cần sự bảo vệ và họ đã khai bảo vệ phá sản ở hoa kỳ thì khi mà họ khai bảo vệ phá sản đó thì sẽ đi theo trình tự của tòa án và công ty Evergrande này đó có liên quan gì đến crypto hay không Thì cũng có đó các bạn ngoài chỉ việc là công ty Evergrande này là một cái công ty rất là lớn Đây là cái công ty xây dựng lớn thứ nhì ở Trung Quốc Thì cái sự liên quan rất là lớn đối với thị trường tài chính Nhưng mà đối với crypto đó thì cũng có các bạn Tại vì năm 2021 nếu như các bạn thấy trên màn hình Thì công ty Tether cũng đã là một trong chủ nợ của Evergrande Nhưng mà sau đó, đó công ty Tether đã nói là họ cũng đã lấy về số tiền đó và không có tiếp tục lưu trữ những cái giấy nợ của Evergrande nữa đó là cái lời nói của công ty Tether mà thôi thì nhiều người cho là nếu như mà công ty Tether đó thực sự là cho công ty Evergrande vay mượn nhiều mà họ không có thông báo rõ ràng đó thì nếu như mà Evergrande sụp đổ công ty Tether gặp các rối lớn sẽ dẫn đến là đồng USDT mất phép dẫn đến thị trường crypto sẽ là rất là hoảng loạn nhưng mà tới bây giờ đó thì công ty Tether vẫn nói là cái sự liên quan của họ với lại Evergrande đó, là không còn bao nhiêu nữa Tại vì họ không còn lưu trữ những cái nợ ngắn hạn của Evergrande Hy vọng là công ty thay đổi nói thật các bạn Chứ nếu không thì chúng ta sẽ thấy có nhiều rắc rối Và cái sự ảnh hưởng của công ty Evergrande này Tôi nghĩ là phải đợi tới qua tuần sau Chúng ta mới thật sự thấy là có bao nhiêu chủ nợ Và sự ảnh hưởng lớn cơ nào thì đối với lại cái sự giảm giá của Bitcoin từ hôm qua tới bây giờ đã một cách rất là nhanh chóng thì nhiều người cũng đặt nhiều câu hỏi các bạn và có rất nhiều những cái nghi vấn và thứ âm mưu để chia sẻ một số thông tin với các bạn. Thì chúng ta cũng đã biết là cái thông tin lớn ngày hôm qua là liên quan tới công ty SpaceX và có nhiều tin tức nói là công ty SpaceX đã bán hết số lượng Bitcoin mà họ có là khoảng 373 triệu đô la Bitcoin Thì Thun đã chia sẻ ngày hôm qua thật ra đó cái tài liệu không hẳn là họ bán số lượng đó Mà đây là một cái cách liên quan đến kế toán để mà điều chỉnh xuống Thì nhiều người bây giờ đặt câu hỏi là có thật sự họ đã bán hết số lượng Bitcoin đó hay không Tại vì các bạn cũng đã từng thấy những công ty như là MicroStrategy Họ phải điều chỉnh kế toán xuống giống như là các bạn lưu trữ một loại tài sản Đáng giá 1 tỷ đô la, nhưng mà tài sản đó đã giảm giá trong quý này à, và giảm là 373 triệu đô la thì các bạn phải điều chỉnh xuống trên cái à, kế toán. Thì có thể hiểu đơn giản như vậy. Nếu như mà chúng ta nhìn lại thông tin được chia sẻ với Wall Street Journal, không biết là thật hay không. Tại vì các bạn thấy là cái bài viết đó nó không có chia sẻ nhiều thông tin. Nhưng mà giả sử như là... Công ty SPX lưu trữ cả tỷ đô la Bitcoin rồi sau đó đó họ chỉ điều chỉnh xuống 373 triệu thì họ vẫn còn lưu trữ Bitcoin hiện tại chỉ căn bản là họ điều chỉnh xuống trên cái phương diện kế toán mà thôi cho nên có thật sự là SPX đã bán đó vẫn là một câu hỏi hiện tại và cái tài liệu mà Washington sử dụng đó là tài liệu của quý 1 từ tháng 1 đến tháng 3 có nghĩa là tài liệu đó đã rất là cũ đó các bạn tài liệu đó là gần như là nửa năm trước và cho tới bây giờ đó chúng ta có thể nhìn thấy à, những cái Twitter của SpaceX hay là của Elon thì hoàn toàn không có bất cứ một cái chia sẻ nào hết không có phủ nhận và cũng không có chấp nhận cho nên chúng ta cũng không biết độ chính xác của cái thông tin đó từ Washington Journal là bao nhiêu và cả bài viết đó là liên quan đến thu nhập của công ty SpaceX nhưng mà cái phần cuối cùng nó chỉ để vài dòng liên quan tới Bitcoin mà thôi Thì nhiều người nói là có phải ai đó đã trả tiền cho Wall Street Journal để để vài dòng liên quan tới Bitcoin đó Tại vì họ biết mọi người sẽ chú tâm vào cái phần đó và sẽ gây cái sự hỗn loạn trên thị trường Nhất là chúng ta thấy là giá của BTC đó đã đi trong một cái phạm vi cực kỳ thấp trong vòng một thời gian dài Thì khi mà có sự dao động đó thì sẽ dao động rất là nhiều Và chúng ta cũng thấy là có nhiều lệnh đoàn 7 thì sẽ dẫn đến nhiều lệnh đoàn 7 bị thanh lý Thì giá nó sẽ đi vào một cái xu hướng rất rất là nhanh và trong đợt này đó là giảm xuống rất là lạ các bạn phần lớn đó là một phần tin tức phần còn lại là nhiều lệnh đòn bẩy bị thanh lý cùng một lúc cho nên chúng ta mới dẫn đến hiện tượng là long squeeze thì có phải đó là sự thật không đó thì đó vẫn là một nghi vấn hiện tại và cái thông tin từ Wall Street Journal chính xác bao nhiêu chúng ta cũng không biết tại vì công ty SpaceX đó là một công ty tư nhân hiện tại họ không có phải là công ty trên sàn chứng khoán cho nên họ không cần phải trả lời câu hỏi cũng như là chia sẻ thông tin với lại báo chí hay là với lại à, mọi người cho nên chúng ta không biết thật hư như thế nào nhưng mà có một giả thuyết đó là có phải là BlackRock là người đã làm chuyện này hay là không? Tại vì sau khi mà có tin liên quan tới BlackRock đã đệ đơn được Covid Transport ETF đó thì giá đã tăng lên từ khoảng chừng là 25.000 tới cái mức là khoảng chừng 30 31.000 đô thì đã có một cái sự tăng trưởng nhanh như vậy. Và công ty BlackRock đó thì họ muốn giữ giá của Bitcoin ở một cái mức thấp, nhất là nếu như họ tin tưởng là cái quỹ Bitcoin Spot ETF sẽ được thông qua thì họ muốn thông qua khi mà giá thấp lúc đó thì các bạn thấy được là họ có thể là thu hút được nhiều cái vốn hóa vào trong quỹ đó rồi sau đó giá cả Bitcoin mới tăng lên thì quỹ đó mới trở thành nổi tiếng các bạn chứ nếu như mà giá BTC đã thực sự ở một cái mức đã tăng rồi thì nếu như mà được thông qua Bitcoin Spot ETF lúc đó những người mà đầu tư đó họ bỏ tiền vào rồi sau đó họ thấy là giá Bitcoin lại giảm mạnh thì sẽ dẫn đến là nhiều người họ sẽ không có muốn đầu tư gì Bitcoin Spot ETF nữa cho nên về cái phương diện đó, đó thì có thể là công ty BlackRock muốn đẩy giá Bitcoin xuống để có thể tiếp tục một là thu mua hai là họ có thể tiếp tục giữ mức đó cho đến khi nào Bitcoin Spot ETF được thông qua rồi sau đó giá mới tăng đây là một cái giả thuyết mà thôi các bạn và còn một giả thuyết khác nữa đó là chúng ta cũng nên nhớ là khi mà công ty BlackRock đó đã có thông tin là họ đệ đơn Bitcoin Spot ETF là ngày 15 tháng 6 các bạn có biết giá Bitcoin ngày 15 tháng 6 đó là mức 24.966 25.000 đô thì cái mức 25.000 đô là một mức mà rất là quan trọng các bạn Tại vì cái mức đó là cái lúc mà chúng ta có thông tin liên quan tới BlackRock muốn có Bitcoin Spot ETF và có nhiều giả thuyết là những công ty kia đó thì họ cũng muốn đẩy giá Bitcoin xuống chở về cái mức đó ngay thời điểm đó tại vì họ không ngờ là BlackRock đệ đơn được có một Bitcoin Spot ETF dẫn đến là hàng loạt những công ty họ gấp rút cũng phải đi theo chân của BlackRock và có khả năng là những công ty đó họ cũng chưa có thu mua đủ hay là vẫn chưa thu mua Bitcoin cho nên họ muốn Bitcoin trở về cái thời điểm đó đó nên giả thuyết bây giờ mà thôi các bạn chúng ta thực sự không biết thật hư như thế nào chúng ta chỉ biết sự thật đó là có thông tin chia sẻ ngày hôm qua nhiều cái thông tin Xấu. Và kết quả là giá đã đi xuống tới cái mức mà dẫn đến nhiều lệnh long bị thanh lý Khi mà dựa non bị thanh lý giá xuống tiếp tục nữa dẫn đến nhiều lệnh bị thanh lý hơn Và đó là điều chúng ta đã thấy ngày hôm qua là một cái hiện tượng long squeeze Và cũng khiến cho nhiều người rất là chán nản các bạn <laughs> Nhiều người đó thì cũng đã có lòng tin à, trong vòng mấy tháng qua Nhưng mà sau khi mà giá đi xuống ngày hôm qua khoảng 7% đó, Thì nhiều người một lần nữa là hoảng loạn và bất lòng tin thì có một bạn có tên là CJ chia sẻ ở trên Twitter, cũng có nhiều người uh, retweet lại và comment cho nên cũng muốn chia sẻ với các bạn Có thể là bạn này chỉ troll thôi chứ không phải là sự thật các bạn Nhưng mà người này đã chia sẻ là tôi đã bán tất cả crypto tôi có, tất cả token, tôi hoàn toàn rời khỏi thị trường crypto, tôi không thể chịu đựng được nữa Sự hung hăng, bán phá giá, thao túng, mọi thứ thật dữ dội, crypto đã kết thúc tôi rút lui tôi rất vui được quen bạn cuộc sống của những giấc mơ và mọi giấc mơ đều tuyệt vời <laughs> các bạn thấy là tuần vừa rồi crypto còn là tương lai nhưng mà khi bitcoin giảm 7% phần trăm thì tất cả là kết thúc thì không biết bài này nói thật hay là chỉ trồ mà thôi nhưng mà tôi nghĩ là đâu đó đó cái tâm lý này cũng xuất hiện nhiều ở trong những nhà đầu tư ngày hôm qua tới bây giờ các bạn. Nhưng mà thật ra mọi thứ diễn ra có quá bất ngờ hay là không thì chúng ta cũng nói rất nhiều trên kênh này rồi. Nếu như những bạn nào mà tin chu kỳ bốn năm đó thì những gì xảy ra cũng không nhiều là quá bất ngờ. Chúng ta vẫn tiếp tục đi theo cái chu kỳ 4 năm mà thôi. Chúng ta đã nói đó là năm 2000 ba này nó một đó là có cái sự tương tự như năm 2019 hay là tương tự như năm 2015 thì chúng ta cũng nên nhớ năm 2019 chín chuyện gì xảy ra rồi sau một năm đi xuống đó thì chúng ta thấy được là giá BTC đã bắt đầu hồi phục lại sau năm 2018 thì năm 2019 chín giá của Bitcoin đã từ khoảng chừng 3.500 đô mà đã có cái sự tăng trưởng lên tới cái mức là khoảng chừng 11.400 đô đó là khoảng tháng 7 của năm 2019 các bạn có nghĩa là nửa năm đầu tiên của năm 2019 tương tự như là nửa năm đầu tiên chúng ta đã có trong năm 2023 này có một cái sự hồi phục rất là nhanh rồi sau đó chúng ta thấy là giá đó đã từ cái mức là khoảng chừng 11 000 đô của tháng 7 đó và tiếp tục giảm xuống cho đến cuối năm 2000 2019 lúc đó giá đã giảm trở về cái mức là khoảng 7.194 đô thì cái mức kết thúc vẫn cao hơn cái mức ban đầu là khoảng 3.500 đô các bạn nhưng mà đã thấp hơn nhiều so với lại cái mức cao trong năm đó thì năm nay đó chúng ta một là có thể thấy hiện tượng năm 2019 lặp lại thì có phải là nửa năm còn lại là nửa năm mà sẽ có cái sự giảm giá hay không và chúng ta vẫn sẽ kết thúc cuối năm nay cao hơn là cái mức đầu năm mức đầu năm thường nhớ là khoảng 16.000 đô hay gì đó thì chúng ta vẫn có thể kết thúc cao hơn mức đó nếu như mà tương tự như năm 2019 cho nên những gì xảy ra bây giờ đó cũng đã từng xảy rồi các bạn những chu kỳ trước đó và nếu như mà chúng ta thấy năm 2023 này đó tương tự như năm 2015 thì chúng ta cũng thấy năm 2015 là một năm mà có cái sự hồi phục sau khi mà đã giảm từ khoảng chừng một đô xuống còn có 200 đô thôi các bạn thì năm 2015 đó đã tăng từ 200 đô cho đến chúng ta thấy là kết thúc năm 2015 đó là mức là 425 thì năm 2015 đó nó không giống như năm 2019 nó có một cái sự hồi phục không có nhanh bằng năm 2019 nhưng mà không có một cái sự điều chỉnh mạnh nào hết các bạn Thì chúng ta cũng đã từng nói trước đây đó năm 2023 này sẽ giống 2015 hay là năm 2019 Thì bây giờ vẫn còn quá sớm đi nói các bạn Các bạn thấy được là chúng ta có cái sự giảm giá Tuy là chúng ta thấy là giảm rất là mạnh nhưng mà đối với là những bạn nào mà À, đầu tư dài hạn đó, thì chúng ta thấy là cái phần giảm giá này nó cũng là khoảng chừng 7 hay 8 phần trăm gì thôi nhưng mà chúng ta vẫn còn quá sớm để nói chúng ta sẽ giống như năm 2015 hay 19 Tại vì tuần sau giá có thể là có một cái sự hồi phục trở lại Chúng ta thấy được là khi mà Bitcoin đã dao động rồi đó Thì đi trong phạm vi 10% trong vòng một tuần là điều rất thường xảy ra trước đây Chỉ là chúng ta trong một khoảng thời gian không dao động một thời gian dài Cho nên các bạn mới thấy là cái phần trăm này đó nó quá kinh khủng như vậy Chứ còn bình thường các bạn thấy Bitcoin dao động 10% mỗi tuần Điều chúng ta cũng thường nhìn thấy rồi Cho nên còn quá sớm để nói Nhưng mà điều tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là khi mình zoom ra các bạn mới thấy là những gì đã xảy ra đều giống như những chu kỳ trước đây nó chưa có gì gọi là quá bất thường hết Chúng ta bây giờ hãy chia sẻ một số những thông tin khác trước khi mà thường kết thúc video này và các bạn có thể tiếp tục à, cuối tuần vui vẻ. Thì à, chúng ta cũng có một cái thông tin à, xấu liên quan tới Binance các bạn và thông tin này liên quan đến một công ty có tên là checkout.com. Thì chi tiết hơn đó là các bạn thấy là checkout.com đã cắt đứt quan hệ với là Binance với lý do là lệnh của cơ quan quản lý trong các khu vực pháp lý có liên quan và yêu cầu từ các đối tác cũng như là những lo ngại bổ sung khác. Checkout.com đó, đây là một cái công ty mà thanh toán cây thẻ tín dụng các bạn và theo Thuận đọc ở đây họ hoạt động chủ yếu là ở châu Âu và đối với lại Binance thì trước đây họ đã hợp tác với Binance để xử lý những cái giao dịch ở trên một cái dịch vụ gọi là Binance Connect thì Thuận không có sử dụng Binance Connect nhưng mà Thuận nghĩ đó là một dịch vụ mà các bạn có thể mua crypto trực tiếp ở trên Binance uh, bằng cách là sử dụng thẻ tín dụng thông qua Checkout.com và dựa theo tài liệu đó thì công ty này đã uh, Thanh toán rất là nhiều giao dịch cho Binance lên tới hàng tỷ đô la Thì cuối cùng đó Binance cũng đã đóng cửa nền tảng Binance Connect Và cũng đã chấm dứt đối tác với Checkout.com À, và đối với Binance thì CZ cũng đã nhắc nhở lại tại vì các bạn thấy là bây giờ cũng còn rất là nhiều những cái cáo buộc liên quan tới những người làm cho Binance thì làm giá thị trường thì CZ cũng đã nhắc nhở lại cho một cái thuyết đó là tất cả mọi người trên sàn Binance ngay cả CZ cũng không thể trade futures và những người làm cho sàn Binance thì nếu như muốn đầu tư đó thì họ phải lưu trữ token 90 ngày trở lên thì mới bắt đầu là có thể giao dịch cái token đó được chứ không có phải là mua bán liên tục được và có những cái đội bên trong Binance nó sẽ kiểm tra và sẽ theo dõi sát những cái nhân viên cho dù là họ sử dụng một nền tảng khác nó nếu bị phát hiện thì sẽ bị đuổi việc đó là những điều gì được chia sẻ bởi Cz các bạn. Chúng ta cũng có cái thông tin đến từ thẩm phán liên quan tới cái vụ mà SEC đã kiện The Formlabs à, và thẩm phán này đã cho phép SEC mở một cuộc điều tra liên quan tới một công ty gọi là Trai các bạn. Công ty Trai này đã là một công ty theo thông hiểu là cái công ty à, dịch vụ thanh toán và trước đây thì Docon và The Phone Labs sẽ nói là dịch vụ thanh toán này là một dịch vụ thanh toán mà sử dụng mạng lưới của Terra nhưng mà cuối cùng đây thì thì những cái cáo buộc cho thấy được là dịch vụ thanh toán này đã hoàn toàn không có sử dụng mạng lưới của Terra và Kwon và Daniel Shin thì đã tạo ra một cái ứng dụng chai trên mạng lưới theo Form Labs để mà lập lại những cái dịch vụ đó mà thôi để tạo ra một cái hiệu ứng là nhiều người nghĩ là trai sử dụng bằng lưới của Terra. Cái thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là một cái tin tức mà được bàn tán rất là nhiều, nó không liên quan trực tiếp đến crypto nhưng mà đó là cái thông tin từ nền tảng X các bạn và đương nhiên đây là nền tảng mà có rất nhiều người crypto sử dụng hiện tại. Thì trong một cuộc trò chuyện ở trên X á, giữa Elon Musk và một cái account có tên là Tesla Owner Silicon Valley thì Elon Musk đã tiết lộ là cái tính năng để mà lóc á, nghĩa là cái tính năng lóc một người khác ở trên Twitter hay là trên X sẽ bị xóa, có nghĩa là các bạn sẽ không thể lóc một người khác nữa. Và điều này cũng gây ra nhiều cái sự tranh cãi hiện tại là tại sao lại không cho lóc người khác ở trên Twitter, trong khi mà chúng ta có nhiều thành phần xấu, họ sử dụng những cái từ ngữ khó nghe hay là có rất nhiều những cái bot ở bên dưới. Nếu như mà không lóc được thì sẽ dẫn đến một cái nơi mà có rất là nhiều toxic Nghĩa là nhiều cái cơ minh tồi tệ có thể xảy ra Thì tôi nghĩ là Elon Musk không có giải thích rõ ở đây Nhưng mà nhiều người đó sau khi mà đọc ra thì có thể nghĩ là Elon Musk không có phải nói là sẽ không cho người khác lock một người khác Chỉ là ở trên uh, X bây giờ đó nếu như mà các bạn lock một người khác Thì người đó không thể xem được các bạn thứ gì luôn Nó không giống như những nền tảng khác Giống như là các bạn thấy là ở trên YouTube hay những nền tảng khác đó thì các bạn có thể là mute Nghĩa là các bạn có thể là làm cho người đó bị ẩn đi Nhưng mà người đó vẫn có thể là xem các bạn đã đăng gì Nhưng mà ở trên X bây giờ đó các bạn lóc người khác Người đó cũng hoàn toàn không thể xem các bạn đăng gì Và người đó lại phải tạo một cái account khác nữa Chỉ để xem các bạn đăng gì Dẫn đến có rất, rất nhiều những cái account nó bị trùng lập Ở trên mạng lưới của X à, Và Elon Musk có thể là muốn giải quyết cái vấn đề đó Cho nên nhiều người nghĩ là có khả năng là X sẽ chuyển lóc thành mew có nghĩa là các bạn chỉ đơn giản là ẩn một người nào đó mà thôi tôi nghĩ đó sẽ là điều sẽ xảy ra tại vì dựa theo cái quy định đến từ Apple Store và Google Play đó thì các bạn thấy được là cái tính năng lóc người khác là phải bắt buộc có cho những cái nền tảng mạng xã hội và nếu như mà X không có cái chính sách để mà cho lóc người khác đó Thì có khả năng là cái ứng dụng X, ứng dụng Twitter sẽ bị xóa ra khỏi App Store và Google Play Store Thì điều này đi như điều mà Elon Musk không muốn đâu Đương nhiên Elon có thể áp dụng chính sách này cho trang web Nó không có bất cứ một cái gì gọi là hạn chế hết Nhưng mà các bạn thấy là đây đó là cái thông tin đến từ uh, Community Note Có nghĩa đây là cái chia sẻ đến từ cộng đồng Bất cứ ai cũng có thể uh, đăng thông tin ở trên X Nhưng mà nếu như thông tin đó là sự thật đó, Thì bên dưới sẽ có người để mà chỉnh lại Và ngay cả Elon Musk cũng bị cộng đồng chỉnh lại các bạn đó là Musk nếu như mà muốn bỏ cái tính năng lock đó thì sẽ không thể được dựa theo cái quy định từ App Store và từ Google Play. Nhưng mà tôi nghĩ là Musk chỉ muốn thay đổi cái từ lock thành một từ khác mà thôi và cái người mà bị lock đó thì vẫn có thể xem được thông tin. Và cái tài liệu cuối cùng đó là tài liệu đến từ Singapore các bạn. Thì Singapore đó họ vừa triệt phá được dây rửa tiền lớn nhất trong lịch sử lên tới 736 triệu đô la, thì cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 người nước ngoài với cáo buộc là rửa tiền và tịch thu tài sản trị giá lên tới 735 triệu đô la, trong đó bao gồm bất động sản, xe ô tô, tài khoản ngân hàng, đồng hồ xa xỉ và 11 tài liệu đã có thông tin crypto trong đó, các bạn. À, nghĩa là crypto chỉ là một phần thôi, nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là ai cũng nói crypto dùng để mà rửa tiền, nhưng mà chúng ta thấy là crypto đúng là có thể dùng để mà rửa tiền được, nhưng mà các phần đó nó hoàn toàn không có đáng kể so với lại sử dụng đồng đô la và sử dụng những thứ khác đây là băng nhóm bị nghi liên quan tới đường dây rửa tiền tội phạm nước ngoài bao gồm lừa đảo đánh bạc trực tuyến Hiện tại có 12 người khác đang hỗ trợ cuộc điều tra và 8 người nữa đó đang bị cảnh sát truy nã. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, BitGet, Binance và một số những dịch vụ khác cho các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi. Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn!